Sâm bố chính, một loại sâm quý của Việt Nam, được phát hiện cách đây 300 năm ở Châu Bố Chính, nay là xã Bố Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ở đây là một sản vật quý dùng để tiến vua, nhưng theo thời gian thì giống sâm này gần như là bị tuyệt chủng. Những năm gần đây, sâm bố chính không chỉ được phục hồi tại nơi mà nó sinh ra, mà còn được mở rộng ra các tỉnh thành khác trên cả nước nữa. Việt Nam Thức Giấc sáng nay mời quý vị theo chân phóng viên Anh Thư để xem một buổi sáng ở một trang trại trồng sâm tại Hà Nội có điều gì thú vị. Chào buổi sáng chị Anh Thư. Vâng, lúc này thì tôi đang có mặt tại trang trại sâm bố chính của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm. Với diện tích 5 hectare thì đây là một trang trại trồng sâm bố chính có thể nói là lớn nhất miền Bắc. Và để hoàn thành cái công việc thu hoạch hoa vào mỗi sáng thì có thể thấy là công việc của các chị ở đây rất là tất bật. Chào buổi sáng các chị ạ. Chào buổi sáng. Chị Huệ ơi, như vậy là mình sẽ hái hoa từ lúc mấy giờ đấy hả chị? Tôi hái từ sáng sớm ạ. Những bông như này đã hái được vâng, chưa ạ? Những bông to nở đẹp như này là hái ạ. Thế thì mình sẽ hái đến mấy giờ chị nhỉ? Chúng tôi hái mà cứ nắng lên là lúc thì hôm thì 9 rưỡi đến 10 giờ ạ. Thì nắng lên là chúng tôi nghỉ ạ. Cho hoa nó được tươi. Phải đảm bảo cái độ tươi rất là quan trọng đúng không ạ? Còn bên này thì tôi biết là bạn Hoa cũng đã bắt đầu công việc ở trang trại được mấy tháng rồi. Mỗi sáng mà được ra những một cái cánh đồng hoa rộng như thế này, cảm giác của mình thế nào nhỉ? Bọn em vui lắm chị ạ. Cũng chưa bao giờ nghĩ là ở đây có một cái cánh đồng hoa như thế này đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì một buổi sáng cái công việc thu hoạch hoa ở đây được nhiều không? Bọn em khoảng hơn 20 người thì được khoảng 4 tạ chị ạ, 4 tạ hoa đấy. Ôi, cái hoa nó nhẹ tầng như này mà 4 tạ thì tôi không tưởng tượng được là khối lượng lớn như nào đúng không? Vâng. Ở đây thì có quy định là những cái bông hoa này sau khi hái thì chỉ trong vòng 4 tiếng thì phải đưa về nhà máy chế biến. Và với cách này thì hiện nay Hợp tác xã Phúc Lâm cũng đã đưa ra những cái sản phẩm rất là giá trị từ hoa sâm bố chính như là bột dinh dưỡng này, mỹ phẩm hay là trà. Mùa hoa sâm bố chính sẽ kéo dài từ 3 tháng tuổi cho đến 9 tháng tuổi. Công việc chăm sóc cũng như là thu hoạch cây trồng này sẽ còn điều gì thú vị thì chúng tôi sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc. Vâng, cánh đồng hoa sâm buổi sáng thật là rực rỡ. Mới một năm trước thôi thì vốn dĩ trên cánh đồng này bà con xã Thanh Mỹ chỉ trồng sắn, trồng ngô với thu nhập thấp thôi. Nay thu nhập cũng khá hơn nhờ có hợp tác xã trồng sâm. Và còn điều gì thú vị tại đây nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở phần sau của chương trình quý vị nhé. Mời quý vị tiếp tục buổi sáng tại một trang trại trồng sâm bố chính ở ngay Hà Nội. Trong 21 loại sâm thì sâm bố chính là loại duy nhất có khả năng chịu nóng và có thể phù hợp với nhiều vùng đất. Sâm trầm một năm là có thể cho thu hoạch rồi và vì thế đòi hỏi là theo từng tháng phải có những kỹ thuật chăm sóc rất nghiêm ngặt thì mới có thể tạo ra chất lượng củ sâm tốt nhất. Và những kỹ thuật đó sẽ là gì đây? Mời quý vị cùng với phóng viên Anh Thư tiếp tục tìm hiểu. Chị Anh Thư. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm thì khi cây sâm bố chính đạt độ tuổi từ 3 đến 5 tháng tuổi thì có một công đoạn rất là quan trọng, đó là tỉa cành để cây sâm tập trung và phát triển phần củ. Và trong sáng nay thì tôi có gặp anh Nhân là người phụ trách kỹ thuật của trang trại cũng đang làm công việc này. Anh ơi, với những vườn sâm như này thì cái cách mình tỉa cành như thế nào ạ? Những cành như thế nào thì mình sẽ phải cắt đi? Bây giờ mình phải tỉa bớt những cái cành dưới này cho nó thoáng gốc hay là nó đỡ sâu bệnh. Và ba nữa là nó sẽ tập trung xuống củ nhiều hơn. Như vậy thì tỷ lệ tỉa là khoảng bao nhiêu phần trăm anh nhỉ? Tỉa khoảng độ 30-35%. Vâng, và với một số lượng cành thu được cũng không hề nhỏ và tôi đang rất quan tâm là mình sẽ làm gì với những cái cành như này ở chị Nhung? Tôi thấy là cái cành này vừa được tỉa ra thì mình sẽ phải kiểm tra xem là nó có sâu bệnh hay không. Đây, ví dụ tôi nhìn thấy nhé, cành này là hoàn toàn không có sâu bệnh này. Đấy. Vâng. Thế thì sau đó cái này sẽ được chuyển về để sơ chế. Sơ chế thì mình sẽ tách ra. Mình phải tách cái phần thân lá non như thế này. Phần trên này ra. Thì mình sẽ nhặt riêng để phòng sơ chế và nhặt riêng. Đấy, phần thân lá non thì tất cả những cái này là sẽ được chế biến làm trà. Thế còn cái phần thân lá già này thì mình cũng sẽ dùng sấy khô đi và nghiền ra để làm thức ăn gia súc. Tức là phối trong thành phần của thức ăn gia súc và phục vụ cho các cái dự án chăn nuôi thảo dược. Và có thể nói đây chỉ là những cái sản phẩm phụ từ cây sâm bố chính mà thôi. Còn sản phẩm chính vẫn là củ sâm. Vậy thì cái việc thu hoạch cũng như là chế biến sản phẩm chính này như thế nào thì chúng tôi sẽ còn chia sẻ trong phần tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc.
Vâng, gần như là toàn bộ cây sâm từ hoa, lá, cành rồi cho đến củ sâm nữa đều có thể tạo ra các sản phẩm có ích. Được biết là sâm bố chính không có tính hàn nên cũng phù hợp sử dụng với nhiều người. Và việc thu hoạch củ sâm có điều gì thú vị thì chúng ta sẽ gặp lại phóng viên Anh Thư ở phần cuối của Việt Nam Thức Giấc. Mời quý vị tiếp tục trải nghiệm công việc thu hoạch sâm bố chính. Từ nguồn gốc là ở Quảng Bình, nhưng hiện nay sâm bố chính lại đang được trồng nhiều ở tỉnh thành khác trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Có thể nói là cây trồng này phát triển khá tốt trong điều kiện thời tiết của miền Bắc. Và kết quả của những vụ thu hoạch sâm cũng có thể thấy là đã tạo ra được những chuỗi giá trị bền vững cho sâm bố chính. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu câu chuyện này với phóng viên Anh Thư. Chị Anh Thư. Hôm nay ở trang trại này thì tôi được chứng kiến các anh chị đang tiến hành thu hoạch lứa sâm bố chính đầu tiên sau một năm trồng. Vâng, anh Thế ơi, biết là với những cái củ đầu tiên như này thì anh có ước lượng cái lượng củ thu được trên một sào sẽ là bao nhiêu không ạ? Riêng cái chất lượng củ như này khoảng độ 10 đến 12 tấn trên hecta. Phải đào sâu nó xuống. Sâu bao nhiêu ạ? Sâu khoảng 30 phân. Vâng, sau đó thì cầm cái này nhấc lên. Nhấc lên. Làm cái thủ công này thì là nó rất là mệt, nhưng mà để đào thì sâu xuống khoảng 30 phân mình bẫy lên thì nó mới giữ được những cái rễ như này, cái tai này, cái tai để nó cái củ sâm nó có hình thái nó đẹp. Công việc có vẻ cũng khá nặng nhọc đấy, không biết là đến giờ nắng lên rồi thì các chị có mệt không ạ? Mệt rồi, nhưng em nhìn thấy củ sâm thế này là chúng em vui lắm, chúng em cũng cảm thấy là sướng rồi thật chị ạ. Tới nắng rồi cả nhà vào nghỉ giải lao uống nước đi. Vâng ạ. Trà này là mình mix cả hoa và lá. Một là cái xét trà như thế này thì sẽ được mix gồm có cả hoa và lá. Rất thơm phải không các chị? Vâng, thơm mà ngon. Thơm mà lại mát nữa. Vâng, mát. Không biết đến thời điểm này đã có bao nhiêu loại sản phẩm mà mình đã chế biến sâu được ạ? Đến thời điểm này thì mình đối với các cái sản phẩm phụ như là hoa và lá thì mình đã có trà hoa. Lá thì sẽ mix với củ để ra một cái set trà túi lọc gồm có khoảng 5 vị. Thân lá thì có thể làm được bột matcha. Thế còn ngoài ra sản phẩm chính là củ thì hiện nay là bên mình cũng xuất theo củ tươi ở dạng nguyên liệu hoặc là có thể cắt lát sấy khô để nấu cao, để làm cao khô, cao đặc và làm các cái viên nang sâm. Mình phải tạo được một cái giống sâm mà mùa nắng nó chịu được cái điều kiện khí hậu của miền Bắc. Nhưng ngược lại là đến mùa rét thì đến cái mùa lạnh ấy, thì nó sẽ tích lũy được cái hàm lượng xuống củ rất là tốt. Vâng, hay quá chị Nhung ạ. Ở Quảng Bình, cái nơi mà xuất phát điểm của sâm bố chính thì hiện nay cũng đã có mô hình là doanh nghiệp kết hợp với người dân để tạo dựng cái mô hình mà doanh nghiệp có thể đảm bảo lãi là khoảng 200 triệu đồng một hecta một năm. Cái việc mà Phúc Lâm đưa sâm bố chính ra phía Bắc như thế này thì đã đem lại rất nhiều hy vọng và niềm vui cho những nông dân ở đây. Việt Nam Thức Giấc xin chào và hẹn gặp lại.